bắt đầu nung thịt bò nha. Và lấy thịt bò ra nào. Và hả? What? Tại sao bây giờ các bạn ơi? Thịt bò lại là thịt người các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình trong ngày hôm nay. Và mình chính là người kể chuyện KSD. Và mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về việc lý do vì sao mà các bạn phải thực sự cẩn thận khi xài lò nung trong thế giới Minecraft. Và câu chuyện được diễn ra như sau. Trời đất ơi, thiệt sự đó nha. Cái hang này đó hả, đúng là một cái hang có quá nhiều những cái khoáng sản mà hay thiệt sự luôn. Các bạn coi nè, thấy không? Mình đó hả, chỉ vừa mới đi dạo vòng cái hang này có một xíu thôi mà mình đã đào được tới tận đó hả 20 cục quặng sắt luôn các bạn. Mình tin chắc rằng đó nha, là với 20 cục quặng sắt này, sau khi mình nung chúng lên, mình có thể dễ dàng chế tạo ra rìu sắt nè, rồi cuốc kim sắt nè, rồi chưa kể các bạn ơi, có khi đó nha là kiếm sắt và cả luôn cả một bộ giáp sắt đó các bạn. Được rồi, bây giờ mình thấy rằng là có vẻ như mình cũng không còn chuyện làm ở bên trong cái hang này nữa các bạn ơi. Chắc là bây giờ đó nha, mình sẽ tạm thời rời khỏi cái hang này vậy. Rồi ra khỏi hang thôi nào. Và wow, trời đất, hôm nay đó hả, mình có cảm giác rằng đó nha, đây là một ngày cực kỳ yên bình trong thế giới Minecraft luôn. Mình có thể cảm nhận được đó hả, một làn gió thoảng đang gọi là bay nhẹ xung quanh mình đó các bạn. Mình cảm thấy rất là mát mẻ luôn. Rồi mình có thể ngửi thấy được mùi thơm của cỏ nè, mùi hương của cây cối, mùi hương yên bình của bầu trời thời tiết trong Minecraft ngày hôm nay. Ừ, nói chung đó nha, hôm nay đó hả là một ngày cực kỳ đẹp trời để mà sinh tồn trong thế giới Minecraft đó. Thôi được rồi, bây giờ đó hả, mình cứ tiếp tục đi thẳng đi. Mình nghĩ rằng đó hả, là nếu như mình đi một hồi đó nha, thì chắc chắn đó hả, 100% luôn, mình sẽ khám phá được một cái gì đó đó các bạn. Rồi, và wow, đúng là may mắn thiệt sự luôn các bạn thấy chưa. Như mình đã nói đó nha, mình đã khám phá được một ngôi làng trong thế giới Minecraft ngày hôm nay rồi. Nhưng mà, hold on a minute, mình có nhìn nhầm không nhỉ? Hình như cái ngôi làng này các bạn ơi có một cái bảng thông báo rất là to. Thì cho những bạn nào chưa biết đó nha, nếu như các bạn đó hả chơi Minecraft và các bạn vô tình nhìn thấy được một ngôi làng mà ở trước ngôi làng đó lại có một cái bảng thông báo, thì điều đó có nghĩa là bên trong ngôi làng ấy đang ẩn chứa một điều kỳ lạ, một điều bí ẩn bí mật gì đó mà không ai có thể giải thích được. Được rồi, bây giờ để mình thử tiến vào bên trong ngôi làng này và đọc thử cái bản thông báo để coi thử xem các bạn ơi là liệu đó nha, cái bản thông báo này đó hả ghi cái gì nha các bạn. Rồi, ok, đây là một bản thông báo cũng khá là ngắn thôi, không quá dài đâu các bạn ơi. Để mình đọc thử nha. Thông báo về lò nung trong ngôi làng. Như mọi người đã biết, làng của chúng ta có một cái lò nung. Mọi người có thể tùy ý sử dụng bất cứ khi nào mọi người thích. Nhưng xin cảnh báo tất cả các người lạ đến với ngôi làng này, đừng bao giờ xài lò nung trong làng lúc 3 giờ sáng. Hả? Hold on a minute. Cái... Nó hơi kỳ lạ các bạn ơi. Làm sao nhỉ? Đầu tiên đó nha, từ từ. Thông báo về lò nung trong ngôi làng. Thì cho những bạn nào mà chưa quá rành về Minecraft đó nha, thì hả một vài ngôi làng Minecraft á, sẽ có cái nhà thợ rèn. Thì trong nhà thợ rèn các bạn ơi, sẽ có những cái lò nung đó các bạn. Nhưng mà có một điều là mình cảm thấy khá là kỳ lạ và quá dị đây nè. Nha. Yeah. Như mọi người đã biết là làng của chúng ta có một cái lò nung. Một cái lò nung, điều đó có nghĩa các bạn ơi là cái lò nung đó có thể nằm ở nhà thợ rèn hoặc là nằm ở một vị trí nào khác. Và điều kỳ lạ thứ hai đó nha là mọi người có thể tùy ý sử dụng bất cứ khi nào mọi người thích. Nhưng mà người lạ thì không được phép sử dụng lúc 3 giờ sáng. Có nghĩa đó nha là một người lạ như mình tới ngôi làng này á, mình chỉ được phép sử dụng cái lò nung lúc buổi sáng thôi các bạn. Còn lúc mà 3 giờ sáng hoặc như đêm khuya đó nha, mình không được phép xài. Còn các ông dân làng đó nha thì có thể thỏa thích sử dụng bất cứ khi nào mà bọn họ muốn. Vậy làm sao nhỉ? Chẳng lẽ đó hả là có một cái sự phân biệt đối xử giữa người lạ và người trong làng? Thôi được rồi. Bây giờ đó hả, để mình thử tiến sâu vào bên trong ngôi làng, mình sẽ gặp các ông dân làng và hỏi thử các bạn ơi. Và thông thường đó nha, đây là nhà thợ rèn nè các bạn. Và những cái lò nung đó nha, thường thường đó hả, nó sẽ nằm ở cái vị trí này nè. Đó, nhưng mà có vẻ như đó hả là mình không hề thấy bất cứ một cái lò nung nào cả. Cho nên rất có thể đó nha là cái lò nung đang nằm ở hiện tại á, ở một vị trí khác rồi. Để bây giờ mình đi tìm xem quanh đây có ông dân làng nào không các bạn ơi, để mình hỏi thử. Và ôi, các bạn nhìn nè, ở đây có một ông dân làng các bạn ạ. Được rồi, để mình tới chỗ ông dân làng ấy mình hỏi chuyện thử nha. Chứ tại sao mà tự nhiên hả người lạ không được phép xài cái lò nung là sao? Ông dân làng ơi, chào ông dân làng. Dân làng, cậu là người mới tới ngôi làng à? Hỡi vậy trời đất ơi. Bây giờ đó nha, mình mới nhìn mặt của ông ta. Các bạn coi nè,
mặt cái ông như này nè các bạn ơi, nhìn ghê gớm thiệt sự luôn. Mắt ông ta đỏ ngầu à, giống như là hả là ông ấy đang bị đau mắt đỏ vậy đó. Ờ từ từ từ, nhưng mà ông ấy đó hả vẫn nói chuyện với mình rất là bình thường, chắc ông ấy là một người tốt. Ông dân làng ơi, tôi là người mới tới ngôi làng á ông dân làng. Chào ông dân làng nhiều nha. Cậu đã đọc kỹ cái bản thông báo ở ngoài làng chưa? Ông dân làng ơi, tôi đọc kỹ rồi. Thì tôi được biết đó nha, là các ông dân làng á thì được phép xài cái lò nung từ sáng cho tới tối luôn. Còn tôi hả thì không được phép xài lúc 3 giờ sáng. Lý do là vì sao hả ông dân làng? Tại sao đó nha, người ngoài không được phép xài hả ông dân làng ơi? Chỉ cần làm theo cái bản thông báo đó là được. Là người lạ thì đừng bao giờ xài cái lò nung trên đồi lúc 3 giờ sáng. Xin cảm ơn. Ôi các bạn ơi, cái ông dân làng này các bạn ạ, ông ấy lạnh lùng một cách gọi là cực kỳ quái đản luôn á. Ông ấy kiểu như đó nha, là không muốn trả lời câu hỏi của mình, mà kiểu rằng đó nha là chỉ cần mày làm theo cái bản thông báo thôi là được rồi, đừng có hỏi nhiều nữa. Ông ấy là kiểu như vậy đó các bạn. Ông dân làng ơi, để tôi nghe lời ông nha. Nhưng mà hả, mình là một người cực kỳ hả muốn tìm hiểu vấn đề này, cho nên đó nha, bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ đi lên cái đồ này các bạn ơi. Mình nghĩ rằng đó nha, đây chính là cái đồ mà có cái gì á, có cái lò nung đó các bạn. Để mình lên cái đồ này nha, và mình sẽ tìm thử xem cái lò nung như thế nào. Và ồ, ở đây thực sự có một cái lò nung nè các bạn ơi. Nhưng mà đã bao giờ đó nha các bạn thấy được một cái lò nung lại nằm tách biệt so với lại một ngôi làng như thế này? Và điều kỳ lạ đó nha, là cái lò nung này lại nằm một mình ở trên một cái đồi cao. Thôi được rồi. Bây giờ hả, mình nghĩ rằng là mình cần phải thử nghiệm xem đó nha, là liệu cái lò nung này có phải là một cái lò nung đang bị quỷ ám hay là không nha. Rồi, mình đã có một vài cái miếng thịt bò nè, miếng thịt heo các bạn ơi. Mà trước tiên đi, mình nghĩ rằng là mình sẽ thử nung một cái quặng sắt như thế nào các bạn ơi. Để xem đó nha, là liệu hả có thực sự á, là cái lò nung này là một cái lò nung cực kỳ quá dị quá đản hay là không các bạn ạ. Rồi, nung hả sắt chứ nào. Và wow, thấy chưa, iron ingot các bạn ơi, nghĩa là hả thỏi sắt đó các bạn. Mình đang dùng phiên bản tiếng Anh. Ok, có vẻ như đó nha là khi mình nung nung sắt các bạn ơi thì mọi chuyện là bình thường, và mình đã làm được một cái thành tựu, chính là thành tựu tìm được phần cứng. Rồi, bây giờ chắc là mình sẽ thử nung một cái miếng thịt heo đi các bạn ơi, để xem đó nha là liệu hả có chuyện gì kỳ lạ hay là không. Rồi, ok, nung thịt heo vô nào. Và rồi có vẻ như là thịt heo như thế nào ta? Ok, cũng là cook pork chop các bạn ơi, là thịt heo được nấu chín đó các bạn. Vậy là theo như mình thấy đó nha, cái lò nung này đó hả cũng chỉ là một cái lò nung bình thường mà thôi các bạn ơi, không có gì đặc sắc hết trơn hết á. Ừ, vậy thì tại sao các ông dân làng lại cấm cản mình xài lò nung lúc 3 giờ sáng nhỉ? Thôi được rồi, bây giờ để mình thử nha. Mình sẽ tạm thời từ từ mình sẽ trốn các ông dân làng kia đã. Hy vọng các bạn ơi là ông ấy không thấy mình. Rồi, mình sẽ trốn ở đây đi, để ở đây để mình chạy ra cho nó dễ nè. Rồi, bây giờ vào nhà này các bạn ơi, và mình sẽ thử trốn ở đây cho tới 3 giờ sáng nha, để coi thử xem nó hả là khi á vào lúc 3 giờ sáng đó, khi mình xài cái lò nung các bạn ơi thì sẽ có chuyện gì khác biệt. Được rồi, bây giờ hãy cùng mình chờ đợi nào các bạn ơi, chờ đợi cho tới 3 giờ sáng. Ok các bạn ơi, bây giờ đó nha, mình nhìn kỹ ra phía bên ngoài á thì mình thấy rằng đó hả có vẻ như á là trời đã tối rồi nè các bạn. Đúng rồi, trời đã tối rồi đó các bạn ơi. Và chắc là bây giờ đó hả sẽ là lúc mà mình ra ngoài chỗ cái lò nung hồi nãy á, để mình thử một lần nữa mình sử dụng lại cái lò nung vào lúc 3 giờ sáng, liệu có thực sự đó nha là sẽ có một cái chuyện gì đó kỳ lạ bí ẩn xảy ra hay là không. Chứ không phải tự nhiên mà cái ngôi làng này lại cấm mình sử dụng ngôi làng đâu các bạn. Rồi, mà trước tiên đó hả, khi mình bắt đầu ra khỏi ngôi nhà nè, mình phải đi từ từ thôi, bởi vì mình sợ rằng đó hả là cái ông dân làng mắt đỏ kia các bạn ạ, ông ấy đó nha sẽ phát hiện ra mình. Nói gì nói, cái ông dân làng nói các bạn, mình nhìn thấy đó nha, giống như hả là ông ấy là một kẻ xấu rồi đó. Ông ấy không phải là kẻ tốt, không phải là người tốt đâu các bạn ơi. Rồi, đi từ từ thôi. Chúng ta phải nói nhẹ, nói khẽ, đi nhẹ và cười duyên nha các bạn. Rồi, bắt đầu thôi nào, bắt đầu tiến vào hả bên trong cái ngôi đồi này. Ok, đi lên đồi các bạn ơi. Bây giờ chắc là mình sẽ đi đường này đi. Rồi, để coi xem các bạn ơi là cái lò nung có cái chuyện gì nó thay đổi hay là không. Và theo mình thấy đó nha, thì cái lò nung các bạn ơi vẫn là một cái lò nung y như vậy luôn, chẳng khác tí nào cả các bạn. Cũng là một cái lò nung ban sáng nữa hả mà mình đã sử dụng mà mình xài nè. Đó, và khi mình ấn vào các bạn ơi, vẫn là cái lò nung đó luôn nè, không có khác biệt gì hết trơn á đó. Mình bắt đầu cảm thấy hơi hơi khó hiểu rồi đó nha.
Thôi được rồi, bây giờ đó hả, để mình thử đi các bạn. Hồi sáng đó nha, mình đã thử đó hả, dùng cái lò nung này để mình nung sắt với lại nung thịt heo rồi. Bây giờ chắc là mình sẽ dùng cái lò nung này để mình có thể nung thịt bò nha các bạn. Đây nè, raw beef nè các bạn ơi, là thịt bò nè. Rồi, bây giờ hãy cùng mình các bạn ơi nung thịt bò nào. Và để coi thử xem các bạn ơi là liệu đó nha, khi mình nung thịt bò xong các bạn ạ, thì sẽ có chuyện gì xảy ra nha các bạn. Rồi vô lại coi. Ok, mình nung thịt bò nè các bạn ơi. Bắt đầu nung thịt bò nha. Và lấy thịt bò ra nào. Và hả? What? Tại sao bây giờ các bạn ơi, thịt bò lại là thịt người các bạn? Cái gì vậy các bạn, nhìn thấy không? Thịt bò là thịt người các bạn ơi. Chuyện này là sao cơ chứ? Tại sao đó nha, một cái lò nung các bạn ơi lại có thể nung ra thịt người các bạn? Đó mới là điều khó hiểu luôn á. Và hả? What the? Mình có đang nhìn nhầm không các bạn? Các bạn nhìn thấy chưa? Cái lò nung này nó bị chảy máu đó các bạn. What the? Một cái lò nung chảy máu trong thế giới Minecraft, hay còn được gọi là lò nung máu đó các bạn. Và cái lò nung này đó nha, nó nung ra thịt người. What the? Đi các bạn ơi. Và thấy chưa các bạn, nhìn thấy chưa? Trên tay mình đó nha, hiện tại bây giờ đang cầm một cái lò nung các bạn ơi, và đang bị chảy máu kìa. Và bất cứ loại thịt nào đó nha mình nung ra từ cái lò nung này các bạn ơi, kiểu gì đó hả, cũng sẽ là thịt người hết trơn luôn á. Cái gì vậy trời hả? Tôi đã bảo ngươi rằng người lạ không được phép xài cái lò nung này mà. Bây giờ ngươi làm lộ hết mọi chuyện rồi. Hả? Ai? Là ai nói vậy? Ai nói vậy? Tôi có rượu nha. Đừng làm hại tôi. Sợ hãi thiệt sự, đáng sợ rồi các bạn ơi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy trời? Mà cái gì đây? Những ông dân làng với những khuôn mặt mà có hàm răng trên đầu luôn. What the hell? Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện về việc lý do vì sao mà đôi khi các bạn nên thực sự cẩn thận khi xài một cái lò nung trong thế giới Minecraft. Bởi vì rất có thể đó là một cái lò nung dính máu, và cái lò nung ấy sẽ nung ra thịt người. Nhưng các bạn cũng đã thấy trong video ngày hôm nay, thứ mình đưa vào cái lò nung này lúc 3 giờ sáng là một miếng thịt bò. Nhưng không hiểu lý do vì sao khi mình nung xong nó lại ra thịt người. Và đó chính là thịt của các ông dân làng, hoặc cũng có thể là thịt của các player Minecraft đã bị các dân làng ăn thịt, giết hại và ăn mất xác. Vì vậy các bạn ơi, hãy thật sự cẩn thận nhé. Và bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này hãy cho mình một lượt like. Và nếu các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi hết video ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại. Falling, I'ma keep on falling.